Xin kính chào quý vị khán giả của Crypto Day Việt Nam. 24 giờ qua, toàn cảnh thị trường đã xoay vần chuyển động hối hả như thế nào? Hãy cùng với Hải Ly điểm tin lại nhé. Giá Bitcoin tăng lên 26.000 đô la Mỹ khi lạm phát của Mỹ ở mức 6%. Giá Bitcoin BTC đã tăng lên mức 26.000 đô la Mỹ, tăng hơn 10% trong 24 giờ qua khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI mới nhất cho tháng 2 năm 2023. Bộ Lao động Hoa Kỳ lưu ý rằng chỉ số tất cả các mặt hàng biểu thị lạm phát đã tăng 6% so với năm ngoái và tình hình lạm phát đã chứng kiến mức tăng thấp nhất trong 12 tháng kể từ khi giai đoạn kết thúc vào tháng 9 năm 2021. MetaMask khắc phục sự cố về quyền riêng tư. Ví tiền mã hóa MetaMask đã thực hiện một số sửa lỗi quan trọng liên quan đến quyền riêng tư của người dùng trong bản cập nhật mới nhất. Trước đây, khi người dùng ví MetaMask kết nối với các ứng dụng tiền mã hóa, MetaMask sẽ liên kết tất cả các tài khoản mà người dùng sử dụng. Nhưng giờ đây, MetaMask sẽ tách biệt các tài khoản khi kết nối với các ứng dụng. Bản cập nhật cũng giới hạn lượng dữ liệu được gửi đến các dịch vụ của bên thứ ba, được sử dụng để chạy tiện ích mở rộng ví. Giá Ethereum tăng vọt khi cá voi tiếp tục mua vào. Trong những ngày qua, Ethereum, ETH đã chứng kiến sự tăng giá đột biến, lấy lại những khoản lỗ lớn về giá trị vào tuần trước. ETH đã tăng vọt từ mức thấp nhất trong khung giá 1.400 đô la Mỹ kể từ ngày 11 tháng 3 lên mức giao dịch trên 1.600 đô la Mỹ. Ethereum có xu hướng tăng giá và sự gia tăng của ETH có thể là do nhiều yếu tố, trong đó có thể liên quan đến việc một số cá voi đã mua vào một lượng lớn ETH. Binance cấm người Nga giao dịch đồng đô la Mỹ và euro thông qua dịch vụ B2B. Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, đã cấm người Nga cũng như bất kỳ cá nhân nào cư trú tại Nga mua bán đô la Mỹ và euro thông qua dịch vụ B2B của mình. Điều này đã được báo cáo với Forbes bởi một đại diện của sàn giao dịch. Quyết định được đưa ra theo gói biện pháp hạn chế thứ 10 của Liên minh châu Âu đối với Nga. Ngoài ra, sàn giao dịch cấm công dân EU mua và bán đồng rúp thông qua B2B. Để tiếp tục sử dụng Binance B2B, người dùng có thể chọn các loại tiền tệ fiat có sẵn khác. Đại diện của sàn giao dịch cho biết, khi cố gắng thực hiện một giao dịch, nền tảng sẽ đề nghị chọn đơn vị tiền tệ địa phương cho giao dịch B2B, theo các quy tắc của Binance đối với quốc gia được chỉ định trong quá trình xác minh. Binance lên kế hoạch mua lại trang tin tức tiền mã hóa hàng đầu Coindesk. Trang tin tức Crypto Coindesk đang là mục tiêu được Binance nhắm đến để mua lại sau khi công ty mẹ là Digital Currency Group giao bán. Theo thông tin từ BlockWork, Binance Capital Management đã liên hệ với Coindesk để đề xuất thương vụ mua lại. Là một chủ thể được đăng ký tại British Virgin Islands và sở hữu CoinMarketCap, một trang thống kê dữ liệu về tiền mã hóa được mua lại vào năm 2020 với giá gần 400 triệu đô la Mỹ và được thành lập tại Delaware, Mỹ. Coindesk được Digital Currency Group định giá 300 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số thực tế có thể thấp hơn nhiều và được đồn đoán khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Năm 2016, Digital Currency Group đã mua lại quyền sở hữu trang tin tức này với giá chỉ 500.000 đô la Mỹ. Các địa chỉ liên quan đến FTX đã chuyển gần 50 triệu đô la Mỹ sang Alameda Research. Theo giám sát dữ liệu của Geodata, một người quan sát trên chuỗi, tiền từ các địa chỉ liên quan đến FTX bắt đầu bằng 0x77F và 0x97F đã bắt đầu hoạt động trở lại và chuyển tổng cộng 48,17 triệu đô la Mỹ đã chuyển đến Alameda. Trong số đó, địa chỉ bắt đầu bằng 0x77F đã chuyển 28,54 triệu USDC sang địa chỉ mới bắt đầu bằng 0x2553, chuyển 19,62 triệu USDT đến địa chỉ bắt đầu bằng 0xAD6 và một số đã được chuyển sang Binance và Coinbase. OpenAI ra mắt GPT-4 hiện có sẵn cho những người đăng ký ChatGPT Plus. OpenAI đã công bố ra mắt hệ thống AI tạo văn bản GPT-4. Đây là một cột mốc mới nhất của OpenAI về quy mô học sâu. GPT-4 là một mô hình đa phương thức lớn, chấp nhận đầu vào hình ảnh và văn bản, đầu ra văn bản. Mặc dù không thông minh như con người trong nhiều tình huống ở thế giới thực, nhưng đã thể hiện hiệu suất ở cấp độ con người trên nhiều tiêu chuẩn chuyên môn và học thuật. OpenAI đã mở việc sử dụng GPT-4 cho những người đăng ký ChatGPT Plus, cho phép suy luận nâng cao, hướng dẫn phức tạp và sáng tạo hơn. Hiện tại có giới hạn sử dụng là 100 tin nhắn mỗi 4 giờ. Token LQTI của Liquity tăng cao trong bối cảnh hỗn loạn USDC. LQTI, mã thông báo gốc cho giao thức vay phi tập trung Liquity, đã thu được sự quan tâm lớn sau sự hỗn loạn từ việc giảm giá trị của stablecoin lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường USDC của Circle. Giá của LQTI, mã thông báo thứ cấp cho giao thức vay phi tập trung Liquity, đã tăng gần 20% trong 24 giờ qua, đưa nó trở thành một trong những tài sản tiền mã hóa hoạt động tốt nhất trong giai đoạn này. Hơn nữa, LQTI đã tăng gần 500% kể từ đầu năm và được giao dịch quanh mức 3,33 đô la Mỹ. Trên đây là các thông tin nổi bật về thị trường crypto trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.